Hello hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Hôm nay thì một cái bộ nail rất là xinh. Thì hôm nay thì Sinh sẽ làm cái bộ nail với cái màu sâu mốt nha. Thì cái design này thật sự rất là đơn giản luôn, thì anh chị nào cũng có thể là làm được hết á. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ phối màu nha. Mình sẽ phối những cái màu che với lại màu bột. Thì màu bột thì Sinh sử dụng cái màu bột sâu mốt thôi, kết hợp chung với OM số 15 nha. Làm rất là xinh luôn mấy anh chị ha. Thì mình sẽ đắp bột nè. Design này không có khó mà rất là dễ, mà làm rất là nhanh nữa mấy anh chị. Hello mọi người ơi, cả nhà share giúp em nha. Thank you cả nhà rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ kết hợp chung với một cái màu kim tuyến, hai cái màu kim tuyến nha. Cái này trong set Fusalas này mấy anh chị, thì mình có thể là sử dụng bất kỳ cái nào cũng được. Đây em zoom gần chút xíu nha mấy anh chị. Đây chút xíu đã. Đây ha, màu rất là xinh nè mấy anh chị. Rất là đẹp luôn, màu rất là xinh nha. Thì mình sẽ dùng cái màu số 15. Rồi màu 61 nha mấy anh chị. Màu 61 là màu blue. Thêm một hũ crystal clear nữa nha mọi người. Đây, màu rất là đẹp. Đó, và ở bên cạnh đó thì sử dụng kim tuyến rồi, mình có thêm một cái hai cái giấy kiến này nữa nha mấy chị. Trong cái set này nè, nếu anh chị nào có cái set này á, thì mình lấy cái set này ra xài, nó có đủ tông màu cho mấy anh chị luôn á. Thì mình sẽ dùng cái này để mình làm đó. Đây ha, thì đầu tiên để làm cái này thì cái ngón này thì mình sẽ làm ombre nha mấy anh chị, mình sẽ làm ombre. Còn hai cái ngón này thì mình sẽ làm marble. Để đi hai cái ngón này thì mình sẽ đi hai ngón này trước, đi ngón nào trước cũng được mấy anh chị. Còn không mình đi hết cái màu đã xong rồi mình bắt đầu đi hai ngón cuối cùng là mình đi treo. Để thường đa số trong cái phần mà mình làm thì mình sẽ là đi như vậy đúng không? Rồi đầu tiên là mình sẽ đi cái màu nha. Ở đây mình sẽ đi mỏng thôi mấy anh chị, mình đi cái màu sâu mốt á, để mình đi mỏng thôi, tại vì mình có để cái giấy kiến lên á. Nếu mà mấy anh chị mà muốn thấm cho nó nhanh thì mình thấm vô cái tờ giấy ha. Sau đó thì mình sẽ đi khoảng là 70% thôi. Đó, để cho nó mỏng nè. Đi thật mỏng thôi mấy anh chị, không có cần dày đâu, tại vì lát nữa khi mà xong hết thì mình sẽ cover một lớp crystal clear nha. Và trong cái phần mà mình đi ombre cũng vậy mấy anh chị, mình đi thật mỏng thôi. Dứt bột xuống cho nó thật là đều thôi. Đi mỏng thôi, không nhất thiết là phải đi dài. Lát nữa là mình sẽ cover cái crystal clear lên. À, chị Kim ơi, em về lại California rồi nha. Em về lại mấy ngày rồi. Em về chắc cũng gần cả tuần hả? Thứ tư là em bay về lại rồi. Rồi xong mình cắt một cái miếng màu xanh với lại một cái miếng màu tím nha, tại vì nó này còn thiếu nè. Xong mình cắt thêm miếng, cắt cho nó dài lên chút, tại vì móng dài đó mấy anh chị, cắt xéo xéo ngang ngang gì cũng được, nhưng mà không có cho cái đầu nó ngang quá. Đó, cắt nó giúp kiểu hình tam giác, mấy anh chị cắt cho nó nhiều chút, tại vì mình có tới 3 ngón lận, 3-4 ngón lận ha. Cắt nhiều chút là cắt cho nó dài dài ra. Cái này nãy giờ làm mà xong á thiếu á. Cái hộp này thì nó rẻ lắm, mấy anh chị muốn nào xài cũng được. Chị Kim Nguyễn cho hẹn không hả? Để em coi lịch nha chị ơi, để em coi lịch nha. Để em coi lịch lại. Rồi xong. Có gì chị nhắn vô số phone 714-804-9818 giùm em nha chị ơi. Xong rồi mấy bé coi lịch cho chị. Không, cái này là màu xanh nè. Bàn hơi rung chút ha.
Hello các anh chị nha, chào mọi người, chào cả nhà. Cái này là mình làm món ngắn cũng đẹp luôn á. Thường khi mà mình lấy bộ full set, nếu mà khách mà add thêm cái design này mình lấy thêm thôi. Không, đồ nó rất là có sẵn luôn. Mình làm kiểu này kiểu kia giống vậy. Lát mình có hai cái ngón marble. Rồi. Khi xong rồi thì mình sẽ sử dụng là cái màu OM số 15. Thì cái màu OM số 15 á là cũng tùy thuộc là mấy mình xài thôi mấy anh chị. Lấy mỏng thôi nha mấy anh chị, không nhất thiết là phải đi dày, mình có thể đi hai cục cũng được. À nó hơi bị dính màu cây cọ của mình ha, không thành vấn đề. Cho nó xuống ha. Nó hơi bị dính màu xanh nó cây cọ của mình á. Nên tới khi mà mình đắp mấy màu đậm á, mấy anh chị lấy liquid vừa thôi. Tại vì chắc chắn khi mà đắp xong á là cái liquid này mình không xài được rồi đó. Rồi, cho nó khô chút ha. Chăm sóc cuticle nè. Đó, mình có thể đi hai cục nha. Thường thì đa số móng dài là học sinh đi hai cục. Để lên ha. Đó là vuốt. Cái này kiểu mà đi theo kiểu refill á, cục thứ hai này mình theo kiểu refill mấy anh chị. À, khi xong ombre này mấy anh chị rất là xinh nha. Hơi khơ khơ nhẹ thôi, lát nữa là mình cho cái phần này xuống. Lát mình sẽ cho giấy kiến một lần luôn nha, để cho giấy kiến của mình không có bị đổ á. Mình sẽ đi cái màu mấy cái màu này trước đã. Không, nếu mà mình không thấm vô tờ giấy á, thì mấy anh chị là chịu khó để trên đây một chút xíu. Tại cái màu nó hơi hơi đậm, đúng không? Đối với những cái màu hơi đậm vậy đó thì cái pigment của nó rất là nhiều. Nên tới khi mà mình lấy lên mình ráng chờ chút xíu nha, để cho cục bột nó tròn, nó kết dính lại với nhau. Tại vì cái bột mà vừa đắp vừa dip á, thành ra pigment của nó sẽ phải nhiều hơn cái bột mà only đắp. Đó, tại vì dip là cái pigment của mình không tan trong liquid. Tại vì dip chỉ có glue thôi, đâu có tan được đâu. Nên thành ra là nó cần có lượng pigment vừa đủ để khi mình dip lên á, cái màu của mình nó đều. Đó, còn khi mà cái đắp á, là cái pigment nó sẽ tan trong liquid. Thành ra là cái màu của nó có khi nó đậm hơn, thấy không? Và cho dù một cái lượng vừa đủ vừa nhỏ thôi, nhưng mà liquid của mình á, khi mà nó bước qua thì nó sẽ lên màu. Còn dip thì không có nha. Pigment mà không đủ lên màu không có đều đâu. Rồi sau đó mình vuốt bột của mình ra khỏi tới phần đầu móng luôn ha. Mỏng thôi mấy anh chị, đi thật mỏng thôi. Đối với những cái màu khó giống vậy, mấy anh chị mà mới bắt đầu làm ombre đó, thì mấy anh chị đi hai cục đi. Hai cục cái màu nút lên á, thì nó sẽ an toàn hơn. Thì mình đi một cục á, đôi lúc mình thắt khe không được, đúng không? Thì á, nó sẽ chỗ được chỗ không. Thành ra khi mà mình đi giống vậy đó, mấy anh chị chịu khó là mình đi hai cục ha. Đi hai cục. Cục đầu tiên á, mình trách nhiệm nè ha. Mình tạo cho cái phần ombre của mình một chút. Lấy lên miếng, không, vừa đủ thôi. Xong thấm vô tờ giấy, tại vì mình quen rồi, thấm vô tờ giấy cho nó lẻ. Rồi đi khoảng chi khoảng 50 nè. Xong đậy lên cuticle ha. Mình dùng bột của mình vào chính giữa nhiều hơn. Rồi sau đó tháp bột của mình xuống nè ha. Tháp xuống nè, vừa xuống tới vuốt nhẹ nè ha. Mình nghiêng cây cọ của mình 25 độ thôi mấy anh chị. Chỗ nào mình vuốt đẹp rồi mình không có vuốt nữa ha, không vuốt nữa. Để tránh trường hợp là mình vuốt cho nó bị mất màu đi. Và khi mà mình vuốt á, là cái đầu móng nè ha, lấy cây cọ dặm chút xíu để cho nó nổi lên cái màu của mình á. Đây để qua chút, giờ đi cục thứ hai. Lát nữa mình một lần mình để giấy kiến luôn nha mấy chị, để cho nó không có lỡ cỡ đi hết màu luôn. Rồi. Cái này lát nữa mình cover crystal clear nha mấy anh chị. Tại mình còn có design nữa, thành ra là mình sẽ đi mỏng thôi. À, để lát á, có gì mình sửa, mình còn chữa cháy được đúng không? Dày quá thì lát nữa lỡ cái design mà mình cover không được thì sao đúng không? Rồi ngón này cũng vậy nè. Ngón này mình cũng đi hết màu, đi 70% màu ha. Đây, lấy lên là mấy anh chị chán chờ chút xíu nha. Tại pigment của nó nhiều, mấy anh chị chờ chút xíu. Rồi mấy anh chị mình mới bắt đầu lại để lên. Xong nó đè khoảng là 30, lực công lực 30% thôi, nhích nhẹ xuống, không, nhích nhẹ xuống. Khi mà cái bột nó bám rồi, bắt đầu mình dùng cái đầu cọ thân cọ mình đẩy lên. Đẩy lên xong tới nè, mình dùng cái đầu cọ thân cọ mình đè cho cái bột của mình ngay phần cuticle á, cho nó ôm mỏng luôn. Sau đó thì mình sẽ giữ bột ở bên trong nè ha.
Rồi kéo bột của mình xuống. Hơi đứng cây cọ chút xíu ha. Hơi đứng nếu mà mình muốn lôi cái bột mình xuống á. Và cho nó mỏng á, thì mình đứng cây cọ xuống để dồn cái phần bột này nè anh chị. Đó, dồn cho nó xuống và ra khỏi cái phần đầu móng luôn. Đây, dùng thân cọ nếu mà bột của mình trong trường hợp khi mà mình đắp á, mà nó lỡ khô hay là lỡ thiếu một miếng, đè xuống để cho bột của mình nó mỏng xuống và mình lôi được cái bột ra, đúng không? Xong bắt đầu mình chăm sóc hai bên. Tại vì cái này là màu rất là đậm, cho dù nó mỏng đi nữa màu nó vẫn đều à. Tại vì sao với ông pigment, cái màu này là màu cơ bản. Những cái màu cơ bản á, pigment đòi hỏi nó nhiều. Tại nó đâu có phá gì đâu, original màu của nó không à. Đó, lấy bột ra. Hello, chào mấy anh chị nha. Hello anh Trương Trần, hello anh. Rồi xong hết mình đi cái cục thứ hai. Ấy da, lỡ quẹt chút xíu quên. Chùi sạch cái cây cọ ha, tại cây cọ nó lỡ dính màu á. Mình đang đi màu xanh thành ra khi mà mình đi một cái màu kế tiếp á là nó dễ dơ lắm. Thấy không? Đậy lên nè. Đó, cái này mình đi hai cục nha mấy anh chị. Dồn nó vô chính giữa nè ha, cho nó nhiều vô che cái đường nối. Bắt đầu mình sẽ dùng đầu cọ, thân cọ mình tháp bột của mình xuống nhẹ nhẹ nè mấy anh chị. Đừng để khô quá là mình vuốt âm rầy nó không ra. Nó ra hai cục luôn, hai màu luôn á, nó không có độ loang nữa. Đó, và khi mà mình vuốt xong rồi, chăm sóc hai bên ha. Chăm sóc hai bên một miếng. Rồi mình đi cuticle. Này lát nữa là mình che hết, mình đi cái máy màu xanh này á, thì mình phải chịu khó đi hai cục chút ha. Còn đi mấy cái màu kia á, cho dù mình đi á, nó không xác suất không có được đẹp lắm á, thì nó nhìn vẫn ok. Còn đối với những cái màu đậm này đó thì bắt buộc khi mà mình đi đôi lúc á, nó sẽ thấy rất là rõ, nó hiện rõ lắm. Rồi xong hết ha, hai cái màu nè, ui cực kỳ là xinh luôn. Rồi next one để coi cái này, nãy giờ làm mà quên mất. Ờ, cái này cũng là đi giống vậy luôn ha. Rồi, ngón này thì mình cũng đi là cái màu xanh cực kỳ là mỏng nha. Tại vì cái này mình sẽ làm marble gel, nên thành ra là yêu cầu là cái này còn mà phải mỏng hơn cái kế bên nữa đó mấy anh chị. Cho nó thật là mỏng thôi. Đi khoảng là cũng là 70%, nhưng mà yêu cầu là nó phải thật là mỏng. Tại vì lát mình còn đi thêm một lớp gel lên nữa mấy anh chị. Đó, mình tạo cái phần nền trước thôi. Để sao biết không, khi mà lên màu thì nó đều quá, nó sẽ ra một cái khác không. Còn không mình đi marble gel á, lên cũng được, nhưng mà mình muốn cho cái phần nền của mình á có một lớp mỏng màu xanh, không có cần dày nha mấy anh chị, không có cần dày nha. Đó, chỉ cần có một lớp màu xanh là được, giống như cái tờ giấy cũng được, có màu là được. Hơi thiếu miếng à. Đó, xong, thiếu miếng, cho thêm miếng vô chỗ này. Xong này thì mình sẽ lấy thêm chút kim tuyến nha mấy anh chị. Tại vì cái kim tuyến này thì mình sẽ cho ở trên với ở dưới. Ok, mình cho xéo xéo. Ok, cho xéo xéo. Cho màu tím trước nha. Cái này là mình không có pha nè mấy anh chị. Không có pha. Đó, mình cho miếng màu tím trên này. Kim tuyến mình phối hai cái lại với nhau nha. Mình đi hình xéo hình ngang gì tùy mình. Mình vừa có màu xanh vừa có màu tím nha. Mà cái màu, mấy cái màu này là giống như cái màu pastel thôi, nó cũng không phải là những cái màu đậm lắm đâu. Mình cho lên trước nè. Nhiều quá, lấy bớt đi. Ngón này cũng vậy nha mấy anh chị. Rồi để lên đây nè. Mấy design này dễ mà dễ làm, nó sắp tới summer rồi mấy anh chị. Mình có thể là thay màu. Nếu mà anh chị nào mà không thích mấy màu này á, mình thay mấy màu pastel cũng được. Chủ yếu là cái cách làm thôi mấy anh chị. Xem like của em, chủ yếu là cái cách dùng mấy cái sản phẩm, rồi cách làm cái này làm cái kia thôi. Đó ha. Hơi đứng cái cọ chút nè, dồn chỗ này cho nó mỏng chút thì mình đứng để lôi cái bột nó xuống nè mấy anh chị. Nằm thì cái bột nó không xuống đâu, hơi đứng một chút, lôi xuống rồi mình xong đè xuống ha.
để cho cái bột của mình nó nằm xuống nè. Đó, đây, đứng nè, không, đứng nè. Đứng nè. Rồi xong đè nè, không, đè nè. Đó, để cho cái bột nó nằm xuống, tại vì mình tiết kiệm bột quá. Nói đúng hơn là em lấy vừa đủ ha, tiết kiệm bột chút. Đủ là được rồi, nên thành ra khi mà mấy anh chị thấy đắp bột là em đắp hơi không có bị hao. Đó, rồi xong, cho kim tuyến vô. Kim tuyến này mấy anh chị có thể là mua tại website nha, silemsupply.com, hoặc anh chị gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha. Anh chị có thể là follow em qua trang Facebook là Christine Lâm hay là của trang page là công ty Silem Supply nha mấy anh chị. Đó, mình sẽ cập nhật những cái design mới nhất cho từng mùa nha. Rồi, qua đây, cho lên đây. Đó, và sắp tới nữa thì em sẽ có lớp từ cơ bản tới nâng cao tại Oklahoma vào ngày 27 và 28 tháng 6. Tháng 5 chứ, tại Oklahoma nha. Và ngày 3, ngày 4 tháng 6 tại Orlando, Florida. Rồi xong ha. Đắp đắp bột, đúng rồi anh. Thôi chẳng thả vậy đi. Đắp hao bột quá mấy anh chị cũng buồn em lắm anh ơi. Rồi xong nha. Khi mà xong cái này á, thì mình sẽ đi bên này. Rồi đi mỏng thôi nhé mấy anh chị. Trong phần ombre này mình không có yêu cầu là mình sẽ đi dài nha. Mình đi mỏng thôi. Làm sao mình che mất cái đường nối thôi, nhưng mà mình còn giữ một chút xíu cái phần kim tuyến này nha. Mấy anh chị đi thật mỏng thôi, tại vì lát nữa mình còn đi treo, sau đó thì mình sẽ cover nữa. Nên là mấy anh chị sẽ đi thật là mỏng, cố gắng thật là mỏng ngay cái chỗ kim tuyến đây nè. Để khi mà mình làm xong á là nó sẽ hiện ra còn một chút xíu kim tuyến nó nằm ở trên này nha. Đây, đó, chăm sóc hai bên để cho bột nó không có ra hai bên. Sau đó là mấy anh chị mình mới bắt đầu là cho thêm một chút xíu cuticle. Đây ha, cho một chút xíu đậy dừa vuốt nha mấy anh chị ơi. Dừa đậy dừa vuốt nè. Giống như kiểu mà refill vậy đó. Vừa tới cuticle là mình dừng ha. À, nếu mà trong trường hợp nó bột nhiều quá đó thì mình sẽ kéo xuống cho nó đi hết đi. Sau đó thì mình sẽ chăm sóc lại hai bên ôm như vậy nè. Đó, thế là mình đã xong một ngón rồi đó. Rồi tới ngón này. Cũng tương tự nha, lấy một ít nha. Lấy vừa đủ thôi, tại vì khi mà làm phần ombre đó, nếu mà mình lấy bột không đủ thì nó sẽ che hết cái mặt móng của mình. Thành ra khi mà mình làm muốn làm ombre cho nó đều á, thì đầu tiên trong cái lớp của mình thì mình có chia sẻ và học cách lấy làm sao cho bột, lấy nước lấy bột làm sao cho nó đủ nha. Đó, xong ha. Rồi, tiếp tục đi chăm sóc cuticle. Cuticle chăm sóc là mình đi dạng giống như refill vừa đậy vừa vuốt nha mấy chị nè. Đậy lên cái là mình vuốt xuống, đậy lên cái là mình vuốt xuống, vừa đậy vừa vuốt, đậy lên cái là mình kéo xuống liền. Tại lúc này đây, tại sao mình kéo xuống để cho cái bột của mình không có bị đùng á. Đồng thời mặt móng của mình nó đều, cuticle của mình vừa đẩy tới sát là mình dừng. Nếu trong trường hợp ha, cuticle của mình cao quá thì mình hơi tay cầm nè ha. Để đè cái cuticle của mình cho nó mỏng xuống. Đó, đúng không? Rồi sau đó là mình chăm sóc hai bên ha. Chăm sóc hai bên kiểu này nè. Đó, thì chắc chắn là cuticle của mình nó sát và nó không có bị thiếu bột ha. Rồi nó không có bị đùng, không bị cao. Sau đó thì mình mới bắt đầu qua đi phần design để thêm nó vô, nó là done. Thì trong phần này á, lát nữa là mình sẽ để cái giấy kiến này lên trước nè. Mình có thể là dùng gel hay là dùng crystal clear cũng làm được nha mấy anh chị, không có giới hạn. Thì á, mình thích làm cái nào, kiểu nào cũng được. Ở đây là mình sẽ dùng crystal clear nha mấy anh chị. Đây, crystal clear. Ở đây thì mình sẽ quét một chút xíu nước, lấy một chút xíu crystal clear lên ha, mình quét cho nó mỏng đi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái cây cọ của mình á, là mình lấy những cái miếng kiến, giấy kiến của mình lên, mình để theo từng dọc thôi, không để theo dọc dọc thôi, nhưng mà không có che hết cái phần kim tuyến của mình nha mấy chị. Kim tuyến của mình á, đừng che hết, mình chừa lại chút chút á, lát khi mà làm xong á mình sẽ thấy là nó hiện một chút xíu, ít nhiều giống vậy đó. Rồi xong mấy anh chị cho lên đây nè ha. Và khi mà mình đã có cái này xong rồi, bắt đầu mình sẽ qua một cái khác nữa. Rồi cho thêm miếng màu tím lên đây. Đó, thế là xong, chừa lại cái phần đầu móng một chút nha.
lát nữa khô là bắt đầu mình cho miếng top lên, xong mình mới bắt đầu là mình đi cho lên nè, xong cho màu xanh. Mình cho những cái màu của mình nó xen kẽ chung với nhau á. Khi mà lên á thì cái màu của mình nó đập vô thì nó đều đều hòa hài hòa một chút xíu. Và cái giấy kiến của mình á, tại vì nó là nhuộm màu á, thành ra khi mà mình để lên á là mình để lên là mình không có di chuyển nó nhiều nha mấy chị, không có di chuyển nó nhiều. Di chuyển nó nhiều cái là giấy kiến của mình mất màu luôn. Nó sẽ loang cái màu ra đó mấy anh chị ha. Nên là ra là mình làm xong cái mình để im chỗ đó. Hoặc là nếu mà không, mình chỉ dùng cái thóp treo á, mình làm thóp treo giống vậy nè. Để xong cái này xong là Christine sẽ dùng một cái ngón thóp treo để mà chia sẻ cho mấy anh chị cách làm ha. Cái này thì mình sẽ đi khoảng là 70% thôi khi mà mình đi cái ngón này. Tại vì những cái giấy kiến này của mình á là nó nhuộm màu á, thành ra khi mà mấy anh chị dùng cái cây cọ của mình nhấc lên á thì nó sẽ là nó sẽ có cái màu nó ra đó, nó đụng nước cái là nó bị nè. Nên thành ra khi mà mình để lên là mình không có lấy lên nữa ha. Còn những cái giấy kiến mà nó không có màu thì ok, còn giấy kiến nào có màu thì nó sẽ là như vậy. Nó sẽ có hai mặt á, thành ra là tới khi mà mình cầm á, đôi lúc mình sẽ cầm trúng cái mặt mà nó sẽ ra màu. À, trời ơi. Rồi, xong ha. Qua ngón này. Lát ngón cái mình sẽ dùng thóp treo nha mấy anh chị. Nên tới khi mà mình để cái giấy kiến nó có hai mặt nha mấy anh chị, một cái mặt bóng là một cái mặt không có bóng nha. Một mặt, cái mặt mà không bóng thì nó sẽ chảy màu nha, tại vì nó là giấy mà. Rồi, ngón này thì mình sẽ cho thóp treo nè. Ngón này thì mình sẽ sử dụng thóp treo cho mấy anh chị thấy, mình có thể là dùng hai cách. Cách nào cũng được, nhưng mà thường xuyên khi mà mình làm á thì đôi lúc á thì mình muốn nhanh thì mình sẽ sử dụng một cách thôi. Sơ một lớp mỏng thóp treo lên ha. Sơn khoảng là 70% thôi. Sau đó dùng cái cây cây mà cây chấm bi á hay là cây gì đó đó. Đó, rồi sau mình cho đồ lên. Đó, nhấc cái giấy kiến lên. Nhấc giấy kiến lên. Tất cả các giấy kiến nó đều có hai mặt á. Đó, một cái mặt bóng với lại một cái mặt không có bóng ha. Mình sẽ chọn cái mặt bóng mình để lên trên. Để khi mà mình xong hết đó là cái design của mình nó được sáng. Còn nếu mình sử dụng cái miếng cái bên mà nó không có bóng á thì tới khi mà xong hết thì nó không, sẽ không có được bóng giống như như ý của mình thôi. Nó lên một chút.
để nó vô đó. Khi mà, nhưng mà cái này xong cái là mấy anh chị phải để vô máy nha, để vô máy cho nó khô. Và trước khi để vô máy sẵn cái là em ké mấy cái này nữa, muốn cho nó bóng sáng thì mấy anh chị cho thêm một ít thóp lên đây ha, để cho cái phôi của mình nó sáng, lại những cái kim tuyến của mình nó sáng á đó. Mấy anh chị cho miếng thóp mỏng thôi, không có cần dày đâu, không có cần dày đâu, cho thêm chút vô ha. Để lát xong hết là mình thấy nó sáng, đây thiếu miếng nè, cho thêm miếng xanh xanh lên đó, cho vô đây. Rồi xong, bắt đầu mình cho vô máy nha, cho vô máy khô. Hơ đèn nha mấy anh chị, hơ 30 giây là ok. Xong hết mình chuẩn bị những cái màu cho treo nha mấy anh chị. Thì bên này thì mình sẽ sử dụng cái màu số 60, 59, 74 và 63. Thì bên cạnh đó mình kèm thêm một cái chai Angel White nữa, tại vì bộ design này không có màu đen. Thì sử dụng thêm một cái chai treo loang nữa nha. Thì cái phần mà làm cái này rất là đơn giản. Đó, trong khi chờ đợi thì mình sẽ quậy treo chút ha, quậy treo cho nó lên. Cái gì đó. Gì đang treo đâu ta? Đây. Rồi. Đây, ngón cái cho thêm miếng là một lớp treo lên nữa. Rồi, in sáng. Rồi mình sẽ cho cái màu trắng trước nha mấy anh chị. Là marble nè. Cho màu trắng trước, đơn giản lắm. Đó, cho màu trắng vô. Mình không cần nhiều đâu tại có hai ngón. Xong mình sẽ đi cái màu xanh. Cái này màu 63 nó hơi xanh tím, cho miếng vô đây. Rồi cho thêm một miếng 74 nè. Cho lên đây, không, cho ít thôi, không cần nhiều đâu. Xong cho màu 60 nè, màu 60 nha. Đây, màu 60. Màu số 59 nha mấy chị, cho chút màu 59 nữa, ít thôi, không cần nhiều đâu. Màu số 59 cho chỗ có chỗ không đi. Đây. Rồi để làm cho cái design múc cái này lên thì mình sẽ dùng cái cây flash nha. Cây flash này, những cái cây cọ này mấy anh chị đừng rửa acetone nha, không rửa acetone. Xong mình sẽ lấy cái cây long life work nè. Rửa qua cái thấp khuất cái đó. Sau đó thì mình sẽ đi nha. Là mình đi giống vậy nè mấy anh chị. Đi bự ra một chút. Đó, thế là xong. Rửa sạch cây cỏ ha. Chả nó. Mấy anh chị có thể dùng cái cây cây nào cũng được, nhưng mà tại vì mình thích cái đường uốn lượn nên thành ra là cô xin dùng cái cây long life work ha, để mà mình đi. Và mình sẽ dùng cái chai treo loang này. Trước khi đi thì mấy anh chị là không, cây cỏ của mình nó nhúng chút treo loang nha, để cho cái màu của mình nó chảy chảy. Và khi trong trường hợp này á, mấy anh chị mà mới bắt đầu làm hay là mình muốn cho nó đủ thời gian đó, mình đừng có lấy treo loang mà nó chạy nhanh quá, đôi lúc mình control không có được á, xong mình làm á nó bị mất sức đó. Sơn khoảng là 70% thôi mấy anh chị, sơn 70% thôi. Này mình đi hai ngón một lần, còn nếu mà mình chậm tay quá thì mình đi từng ngón nha, tại vì mình khi mà mình làm hai bên mà mấy anh chị làm hai bên thành ra mình có thể là làm hết ngón này qua ngón kia nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ múc nè mấy anh chị ha, múc nè, đó múc một cái đường thẳng đậy luôn nha, đậy lên luôn chứ mình không có lấy nhích nhích nha. Mình lựa cái đường nào mà nó đẹp nhất, ok chỗ này đẹp nhất, ok mình đi qua lấy hết lên luôn mấy anh chị, lấy hết lên luôn.
Sau đó thì mình sẽ thả này mấy anh chị, thả dừa tới đây nha. Rồi đi lên theo đường xéo cho nó nằm xuống nè mấy anh chị. Đó, cho nó nằm xuống đi từ từ thôi. Sau đó thì mình sẽ dựng đứng cái cây cọ mình lên. Đó, lấy cái đỉnh trên đó luôn ha. Rồi, xong. Không. Đó, thì quan trọng là do mình cách mà mình đẩy thôi. Rồi, ngón này cũng vậy, lấy từ đi qua góc này. Rồi, từ đây đi nè. Cũng là lên luôn ha mấy anh chị. Lên luôn, từ từ thì mình sẽ đứng cái cây cọ xuống. Đó, rồi xong cho lên cao luôn. Đó, thế là mình đã xong cái phần treo ha, treo nè. Rồi mình cho nó nằm đứng đây, nó loang chút xíu đã. Rồi sau đó là mình mới bắt đầu để vô máy. Và trước khi để vô máy nè, mấy anh chị ha, thấy cái treo của mình nó chạy ra hai bên hông không? Tức là nó dài lắm á. Nó dài lắm á. Mình sẽ lấy cái cây cọ của mình là mình quẹt cho nó bớt xuống đi. Đó, không là lát chỗ này nó không có khô đâu, tại vì dày quá không. Đó, để cho nó loang đẹp. Rồi bên này cũng vậy, quẹt bỏ miếng đi, không lấy tay cũng được, không lấy cọ thì mình lấy tay nha. Quẹt bỏ miếng thẳng xuống nha mấy chị, tại lát chỗ này nó dày quá mình vuột cũng vậy à. Rồi xong, bắt đầu mình sẽ để vô máy nha mấy chị ha. Và khi mà làm mobile thì nó sẽ không có một cái hình dạng nào nhất định hết á, miễn sao là mình thấy đẹp là nó ok rồi. Và khi mà mình hơ với cái mức độ mà khi mà mình làm cái này đôi lúc nó hơi bị dày á, thì nó sẽ dày hơn bình thường của mình đúng không, thì mình luôn để cho cái máy vô cái máy khoảng 1 phút hay là 1 phút rưỡi gì đó để chắc chắn là cái màu treo của mình nó khô nha. Còn nếu mà không á, đôi lúc làm á là nó không khô đâu mấy anh chị, nó sẽ không có khô đâu đó. Nên là cái treo lan của mình á, thì mấy anh chị thấy là treo lan của mình giúp cho những cái màu nó lan thêm. Còn nếu mà anh chị không có, mình dùng cái bay treo cũng được, nhưng mà bay treo thì nó lan chậm hơn cái treo lan đúng không, nó sẽ lan chậm hơn cái treo loang, nên thành ra là tùy thuộc là mình thích cái sở thích nó sao thôi. Nếu mà có treo loang thì mình dùng treo loang luôn cho nó khỏe đó. Và cây cọ của mình xong này ha, mấy anh chị dùng cái thấp treo thì mình clean đó. Đó, mình clean kiểu này nè, đó thì cây cọ của mình lúc nào cũng được sạch hết á mấy anh chị. Cây này thì có 10 đồng một cây thôi, nó gồm có hai cái đầu, thì mấy anh chị dùng cái cây này giả cọ bạn cũng được nha mấy anh chị ha. Đây nó có hai đầu, một cái đầu xéo một cái đầu thẳng. Đó, và treo lan thì mấy anh chị có thể là mua tại website nha. Cho thêm lần nữa. Rồi khi xong rồi á mấy anh chị ha, dùng cái thấp treo của mình á, mình quét thêm lần nữa. Đây, để chắc chắn là cover cái treo của mình thôi chứ không có gì hết mấy anh chị nè, nó không có bị dày nha. Theo cái cách hồi nãy bảo đảm là mấy anh chị làm nó sẽ không có bị dày. Sơn miếng vô. Không. Đó, thêm miếng treo nó cũng không có dày lắm đâu mấy anh chị, tại vì mình còn cover crystal clear mà. Nên thành ra khi mà mình làm á, lúc mà tạo màu ở dưới hay là tạo cái nền đó là mình cố gắng mình đi cho nó thật mỏng rồi mấy anh chị. Đây, rất là stunning. Ok, inside. Ok, thêm mì phạm. Ok, em muốn mua cây cọ này đúng không? Dạ, cây cọ này có 10 đồng thôi nha mấy anh chị. Cọ hai đầu ha. Cọ hai đầu chỉ có 10 đồng một cây thôi mấy anh chị ơi. Gọi là tên là Flat Burst nha, gồm có hai cái đầu. Và cây này thì mình dùng là Long Life Wood nha mấy anh chị. Mấy anh chị thử đi. Khi mà mình làm marble treo này, mấy anh chị dùng cái cây này để mình tạo cái đường nét á, bảo đảm nó sẽ đẹp hơn. Nó uyển chuyển hơn đúng không? Mình đi theo kiểu nào cũng được. Đó, uyển chuyển hơn. Còn nếu mà mình dùng cái cây này đôi lúc đó nó bị khựng đứng á, thì thành ra là mình đi, nếu mà mình đi mới đi á, thì mình đi không khéo thì tất nhiên nó ra nó không đẹp lắm thôi. Và khi mà một cái nữa là khi mà làm marble á, nếu mà mình muốn bự đừng có cho mấy cái đường sọc của mình nó gần nhau quá. Xong ha, bắt đầu xong hết rồi nè, mấy anh chị thấy rất là đẹp ha. Thì mình sẽ cover một lớp crystal clear nha mấy anh chị. Thì trong phần này á, crystal clear nó sẽ giúp cho mình á, chỗ nào nó chưa có đều, chưa có đầy á, thì mình sẽ dùng cái crystal clear này để mà mình cover cái design của mình nha. Cuticle nó ok nè, thành ra mình sẽ không có lấy nhiều. Mình sẽ dùng cái bột crystal clear mình vô phần chính giữa nhiều hơn ha. Sau đó thì mình sẽ rút chỗ này nè, cho cái đường nối của mình nó liền mạch chung với nhau. Đó, thì cái chỗ nào mà mình không có cần bột á, thì mình hơi đứng một chút.
Còn chỗ nào mình cần á, mình hơi nghiêng cây cọ của mình chút, dùng đầu cọ, thân cọ của mình vừa vuốt vừa kéo vừa ôm bột của mình xuống nha. Và khi mà mình ôm cái bột xuống là mình ôm thẳng nha mấy anh chị, ôm thẳng từ trên xuống dưới. Cái này thường thì khi mà anh chị thấy là cũng xin hay vuốt khô đúng không, chứ mình ít khi là lấy nước lắm, trừ phi là nó không có đủ hay là cái phần cuối cùng á, lúc nào mình cũng lấy một ít nước để làm cho cái mặt móng của mình nó đều và mịn á. Một cục đây cho vô đây. Rồi chờ chút nha, tại bột còn hơi ướt á. Rồi xong. Qua ngón này nè. À, trước khi đi á, thì mình vuốt một miếng nước nha, để tránh trường hợp á, mình đi cho nó quen thôi mấy anh chị. Tại vì có nhiều cái design khi mà mình đi nó hơi bị khô á ha. Nó hơi bị khô nó tạo nên cái sọc sọc trắng. Đó, nhích, muốn nhích xa thì mình nhích xa thôi. Xong á đè nè ha, dùng thân cỏ đầu cỏ là mình đè nó xuống, giữ bột nè. Mình giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nè mấy anh chị. Bắt đầu mình cho cái đường nối đây ha. Rồi ôm hai bên vô. Hai bên vô. Xong bắt đầu mình hơi đứng và lôi cái bột của mình xuống, để cho nó vừa kịp vô cái phần đầu móng nè. Đó, rồi tới bên này đè xuống. Không, dùng thân cỏ đè xuống. Tại vì cái bột của nó khi mà nó u chỗ đó, mình dùng thân cỏ mình hơi nằm cây cỏ xuống một chút. Xong mình kéo cái bột của mình xuống ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Đè nè, đó, đè xuống không, dùng thân cỏ đè xuống nè mấy anh chị, thì cái đầu móng của mình nó sẽ không có bị đùn ha. Rồi, và khi mà mình ôm bột thì mình ôm thẳng ra nha mấy anh chị, ôm thẳng ra nè, chứ mình không có đánh vô, ôm thẳng ra luôn để cái form móng của mình nó không có bị chỗ dày chỗ mỏng. Sau đó thì mình mới bắt đầu mình cắt bột. Đó, chỗ kim tuyến chưa được cover này mấy anh chị cho thêm miếng vô. Rồi xong. À, bột đắp giá bao nhiêu hả chị? À, bột đắp mà crystal clear đúng không? Crystal clear đúng không? À, Silem Sale giúp chị check giá nha. À, giúp chị inbox cái giá cho chị nha. Tại vì thường đa số em làm mà em ít khi nhớ qua giá quá, nên thành ra mấy chị thông cảm giùm em nha. Đột xuất khi nào em mà làm live mà bán hàng á, thì em phải nhớ giá. Hoặc là có người nhắc em, chứ bình thường em làm mấy một ít khi là em nhớ giá. Rồi, ý à. Đó, mình cứ vuốt xuống đi nha. Ở trong này có hai cái hộp gạo nè. Nó bị hai hộp gạo nè. Cắt hết nè. Cắt hết nè, xong dùng cái cây cọ nè. Ha, một là dùng cọ, hai là dùng cái này đâm lụng cái bong bóng trong. Không, đâm lụng đi xong phiêu thêm cục vô. Tại thường đắp đắp. Đôi lúc mình chậm quá có bong bóng á mấy anh chị. Nè, cho miếng cover chỗ này ha. Đó, cover chỗ này chút để cho nó bong bóng nó đỡ. Ê, xong, qua ngón này. Đó, kéo bột xuống nha, kéo bột xuống. Đó, khi mà mình cover mấy cái design này, mình chỉ muốn cho nó trong trắng á, hay là đẹp á, thì mình dùng crystal clear. Còn khi mà mình đắp bột sơn gel thì mình dùng bột clear không? Bột crystal clear thì nó trong hơn bột clear. Bột clear thì thường đa số thì nó sẽ đi song song với nitro, bột nitro mấy anh chị. Đó, bột clear là nó không pha một cái gì hết á. Còn khi mà nitro set thì nó pha nha.
Mấy cái bột này á, bột clear hay là bột crystal clear bên công ty em có bán xô nha. Một xô của nó sẽ là 25 pound nha mấy anh chị. Tại vì 25 pound thì đối với mình xài á, là không có lo là nó bị vàng nha mấy anh chị. Bột không có vàng. Trừ phi đừng có để chỗ nóng thôi mấy anh chị. Không có để chỗ nóng thôi. Không có cái gì mà để nóng mà nó bền vững hết đó mấy anh chị. Nên thành ra là không có để nóng quá là được, mình xài lúc nào cũng được hết. Một xô là một năm mình xài hai xô thôi, mình quá giàu luôn. Thiệt, em nói thiệt luôn á. Đó, bột nhiều mình xài mua xô cho nó rẻ. Rồi xong ha, đầu móng nè. Cho nó nằm. Đó, đầu móng hơi dày đúng không? Em dùng thân cọ, đầu cọ, thân cọ nè mấy anh chị, dùng thân cọ nằm xuống đè miếng. Không, mấy anh chị thấy cái đầu đầu móng là nó lép xuống chưa? Đó, tại vì lúc này đây bột của mình cũng ngừng khô đó mấy anh chị, dùng cái đầu cọ đâu còn sức đâu. Dùng thân cỏ. Rồi, khi xong rồi ha. Ok. Rồi, vậy là được rồi. Hơi khơ khơ nhẹ đó mấy anh chị. Mình chỉ có đi khơ nhẹ thôi nha. Thì thường đa số thì khi mà đi móng dài thì mình đi hơi khơ nhẹ. Còn khi mà đi móng ngắn mình đi thường đi hơi flat thôi. Tại vì cái đó là cái sở thích của người cắt nữa. Xong, cái nắp đâu rồi? Trước khi là mình dụ sếp là nên đẩy cái bột lại nha mấy anh chị. Tại vì đối với cái bột mà những cái màu mà bình thường không sao, nhưng mà đối với những cái màu mà xanh đỏ tím vàng mấy anh chị, nó có bột á, khi mà mình để mà mình đẩy không có kỹ là bụi nó vô. Rồi xong á, tới khi mà mình dụ mình dip á là nó bị trắng trắng á. Mấy cái bụi bột mà mình dụ nè nó đâu có tan đâu. Xong cái này thì mình sẽ dùng cái cây bi tree nha mấy anh chị. Cây này ha, cây này là cây bi tree nè, hoặc là mấy anh chị có thể là dùng cái cây vi one để dụ under móng. Thì cái cây vi one này đó thì nó sẽ áp dụng cho ở dưới, hoặc là khi mà mình đắp bột á mà nó dính vô cái phần khóe của mình nè mấy anh chị, thì mình dùng cái cây vi one. Thì thường đa số khi mà mình đắp á thì mấy anh chị đấy thấy là em hay đắp rất là sạch sẽ đúng không? Tại vì mình lấy, em cũng lấy bột vừa đủ và cái nước của mình vừa đủ thôi đó, nên thành ra là hả, cái bột của em mình rất là sạch đó. Thậm chí là trên da tay của người khách này mấy anh chị thấy không, đắp vừa tới thôi thì thành ra là da tay của người khách rất là sạch nha. Và hồi nãy tới giờ là em dùng cây cọ soi số 12 nha mấy anh chị. Đây, móng dài nhưng mà em mất số luôn. Cái này là in thôi, thành ra nó bị mất luôn. Sau này em đổi cái cán mà cán inox này nè. Đó, thì em dùng cái cán inox này thì em dùng laser, thành ra rất là bền cho mình nha mấy anh chị. Mình có thể là xài cây cọ số 12, 14 thôi. Tại vì chủ yếu là cái cây cọ của mình á giữ nước nha mấy anh chị. Và tất cả các loại size từ 12 tới 18 em đều có size cho mấy anh chị nha. Xong thì mình sẽ dụ under móng trước nè, cho nó thói quen thôi mấy anh chị, lỡ trong trường hợp á nó có bị dính á là mình dụ cho nó sạch. Rồi, lật ở đây, lật xuống nè. Đó, đầu tiên thì mình sẽ dụ ngay cái chỗ đường nối ha, dụ móng thiệt móng giả cái. Và khi mà mình để nghiêng, đừng có nghiêng quá thì mình sẽ dùng cái lực của mình ghì vô da tay người khách đó, nên thành ra khi mà mình mới bắt đầu dũa đó thì nó dễ lẹm lên cái da tay người khách, tại vì mình chưa có điều khiển được cái lực đúng không? Đó, nên là tới khi dũa đó mình đừng nghiêng quá, nghiêng vừa đủ thôi. Không. Rồi, khi mà hai bên nó thẳng rồi ha, bắt đầu nghiêng xuống này. 45 độ dũa phần dưới cho nó thẳng trước nè. Rồi qua bên này. Rồi, khi xong ở phần dưới nó đã thẳng rồi đúng không? Bắt đầu mình trở về trong cái phần mặt móng nha. Hai bên, nếu mà hai bên dài thì mình hơi nghiêng cây cọ vô. Không, bên này cũng vậy, nghiêng cây cọ vô. Đó,
đánh hai bên cho nó đều ha. Rồi chính giữa nè thì mình sẽ cầm khoảng là 30% thôi, 50% mình vũ kéo xuống đó. Lúc này đây thì khi mà mình dùng như vậy mình phải lật nha, còn nếu mà vậy đó không có ra sức á, nó lâu lắm anh chị, lỡ rồi cho nó thẳng luôn, cho nó ra, dùng lực ghì xuống kéo thẳng ra, dùng lực ghì xuống kéo thẳng ra. Giống vậy nè, mình sẽ chuẩn bị làm sao cái thế của mình nó cho nó thật là một phát là nó đi luôn đúng chỗ liền mấy anh chị. Và khi mà mình thấy cái mặt móng của mình nó đều rồi đó thì bắt đầu là mình sẽ dừng ha, mình sẽ đi từ cái phần thân móng đi xuống này để cho cái phần này nó có cái độ khơi nhẹ luôn. Đó, và lớp kế tiếp của mình sẽ là lớp cơ bản tháng 5 tại Garden Row nha, vào ngày 6, 7, 8 tháng 5. Và lớp nâng cao chuyên sâu của mình sẽ là tháng 5 luôn, ngày 13, 14 tháng 5. Và Christine sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao tại tiểu bang Oklahoma, thành phố Oklahoma City nha mấy chị, vào ngày 27 và 28. Và ngày 26 thì mình sẽ có demo show tại TNT Nail Supply nha mấy chị ha. Thì kính mời anh chị tới tham gia buổi demo show, sẽ có rất là nhiều cái hay luôn mấy anh chị, trực tiếp xem demo show và chia sẻ kỹ thuật nha. Rồi qua bên này luôn. Tất cả thông tin cho lớp học thì anh chị có thể gọi vô số phone công ty 714-804-9818 nha anh chị. Và tháng 6 thì em sẽ có lớp từ cơ bản tới nâng cao tại tiểu bang Florida, tại thành phố Orlando nha anh chị ha. Và lớp học của mình sẽ diễn ra vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 tại thành phố Orlando. Và tháng 7 là sẽ tại San Jose nha mấy anh chị nào San Jose thì mình có thể đăng ký ngay bây giờ nha, tại vì poster chưa xong nhưng mà mình đã có lịch cho San Jose rồi nha mấy anh chị ha. Thì lớp San Jose thì em sẽ nhận limit thôi mấy anh chị, tại vì cái space nó cũng rất là nhỏ đó, nên là mình sẽ nhận giới hạn thôi. Và thường đa số thì mấy anh chị thấy là lớp San Jose nó sẽ rất là full, rất là nhanh, nên anh chị nào cần mình đăng ký sớm nha. Đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Chỗ này nó hơi dày chút nè mấy anh chị thấy không? Chỗ này hơi dày nè ha, mình nghiêng cái cây dụ của mình lên mình đánh nha. Đó, bên này mình đánh xuống nè. Rồi kéo thẳng ra. Còn nếu mà trên này mà nó dày quá thì mấy anh chị sẽ cầm cái cây dụ giống vậy nè. Mấy anh chị thấy không? Mình đánh bên này qua bên này để cho nó tròn á. Nhưng mà cố gắng làm sao để không có vô cái móng thịt của khách nha. Còn nếu mà trong phần này nếu mà mình không có dùng cây dụ thì mấy anh chị có thể là dùng cái cây bi tuy để mà mình dụ cho nó rất là nhanh luôn và rất là tiện. Rồi qua bên này nè, mình chỉnh chỗ này, nếu mà trông thẳng mình dũa thêm thẳng chút nha. Còn nếu mà thân dũa thân móng đây nè ha, mấy anh chị khi mà mình đặt lên á, đừng có chạm vô cái đường nối giữa móng thì móng giả nha. Nếu mà nó chạm là nó phải thẳng thân móng nha mấy anh chị. Còn nếu mà nó mà chưa chạm là nó chưa thẳng nha. Đó, nó còn hơi hở nè, nên thành ra cái thân móng của mình còn hơi tròn á, mình hơi nghiêng vô. Đó, xong bắt đầu mình đưa thẳng mình lấy lại. Rồi bên này cũng vậy, chỉnh lại một chút. Rồi xong ha, thẳng, lát nữa là mình sẽ đi đầu móng. Dụ ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả nha mấy anh chị. Anh chị nào mà còn yếu xếp với lại đắp bột á, hay là mình đắp chậm quá, hay là mình lấy xếp á, mình bị kiểu mà nó bị không thẳng á, hay là mình nhìn chưa có ra đó, thì mình nên tới lớp nha mấy anh chị. Tại vì thường đa số tới lớp thầy cô sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mấy anh chị là rất là nhiều để mà mình có thể là sửa trong lớp luôn. Thường đa số là cái xếp của mình á là chỉ có sửa trong lớp thôi mấy anh chị. Tại vì trong lớp á, khi mà mình dũa đó thì thầy cô sẽ biết thao tác nào của mình sai và mình sửa. Tại vì đôi lúc á mấy anh chị làm lâu rồi nó bị thói quen á, thành ra là cho dũa đi nữa mình nhìn thấy đó, nhưng mà tới khi mà dũa vô rồi á, tự động cái cây của mình á trở thành thói quen liền luôn. Nó sửa 100% thì rất là khó, nên là mấy anh chị chịu khó mình tới lớp ha. Thì á, trong thành phố hay tiểu bang nào á, có khóa nào của tất cả các thầy cô giáo trên nước Mỹ mà đi dạy đó thì mấy anh chị có thể đăng ký. Tại vì mỗi thầy cô giáo khi mà đi dạy họ sẽ có một cái hay đó, nên thành ra mấy anh chị cứ học ha, học tới khi nào mình cảm thấy là ok. Tại vì người ta nói học mà nữa học mãi mà, mấy anh chị cứ mạnh dạn mình đăng ký học. Rồi. Rồi thấy không, trên đầu móng đây mặt móng không đều nè mấy anh chị.
thì á, thường á, thì mình sẽ dũa nè ha, dũa từ ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả xuống thôi, để cho cái phần thân móng đây nó mỏng và trên này nó dài. À, thì lúc đó xong cái là nó giống như là có đột hơi nhẹ vậy đó. Và khi mà mình đánh xong rồi mình nên lấy thẳng lại một lần nữa nha mấy chị. Đừng có nghiêng quá nha mấy chị ơi, nghiêng quá nè. Trường hợp đó mấy anh chị tới lớp á là mấy anh chị nghiêng quá rất là nhiều, thậm chí là gọi là ăn thịt vô móng tay của người khách đó rất là nhiều luôn. Nên là tới khi mà mình dũa đừng có nghiêng quá nha. Đó, cuticle rất là tròn và rất là sát ha. Là mình có lớp, để tôi xin lấy cái lớp cho mấy anh chị. Đó, anh chị nào sắp xếp nha, là ngày 15 16 tháng 7 nha mấy anh chị, San Jose. Ngày 15 16 tháng 7. Thế nên ra khi mà đi học á mấy anh chị biết là mục đích của mình tới lớp là cái gì. Đó, hầu như tất cả đa số mấy anh chị tới lớp yêu cầu là đắp bộ với lại sếp của mình, thì bảo đảm mấy anh chị mà khi mà đăng ký lớp học bên em á, học xong về là mấy anh chị thấy sếp đắp bộ của mình là tiến bộ hơn hẳn và thay đổi rất là nhiều nha, hoàn toàn là thay đổi hẳn luôn á mấy anh chị. Tại phần mà muốn đi nhanh á là đắp bộ của mình phải chuẩn, cuticle của mình nó phải tròn ha, đắp bộ nó đều mịn, thì như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều luôn. Và thậm chí là cái sếp của mình luôn á, mình nhìn được thì mình mới lấy được mấy anh chị. Sếp cũng vậy nha, mình phải biết cách nhìn, nhìn làm sao chỗ đó nó không thẳng, và mình phải học làm sao để lấy nó thẳng. Đôi lúc á mình nhìn ra được nó không thẳng đó, nhưng mà mình lấy hoài hay lấy không được thì mình nên tới lớp. Chỗ này nó hơi mỏng hơn bên này nè ha, thành ra là mình sẽ đánh bên này nó nhiều hơn. Xong mình lấy thẳng một lần nữa, bên này cũng vậy. Rồi dụa đầu móng nha mấy chị. Đó, và khi mà mình dũa đầu móng cũng vậy nha mấy chị, ôm cái tay của khách nè, ôm phần móng giữa và móng giả móng thiệt nè, lấy cái tay của mình á, mình lại đỡ bên này, sau đó mình cầm khoảng là 30% cái cây dũa thôi, tại vì đừng có dũa ngay góc này, tại vì đôi lúc á mấy chị mình yếu lắm, phụ nữ mình yếu mình không có lực á, thành ra mình sẽ dũa cái chỗ nào mà gần nhất nha. Và khi mà mình dũa đó, cái lực tay của mình tất nhiên khi mà mình cầm á là cái lực tay của mình chính giữa cái phần thân móng, thân cây dũa thì nó sẽ đều nhau đúng không? Nếu mà mình dũa một bên rồi một bên giống vậy nó không có đều á, thì cái một bên cao bên thấp á, nên thành ra khi mà mình dũa như vậy ha, dũa ngay phần chính giữa này mấy chị thấy không? Dũa ngay phần chính giữa cái cây dũa nè. Đó, dũa giống vậy ha. Và một khi mình quen rồi đó, mấy anh chị cầm dũa rất là dễ. Đây, thì trong lớp của mình á, thì mình sẽ có hướng dẫn tới máy cắt lẫn nha mấy anh chị. Đó, còn trên này á, thì mình hướng dẫn, nhưng mà đôi lúc có nhìn nó cũng rất khó luôn mấy anh chị. Nhìn thì ra đó, nhưng mà tối khi mà mình dũa sai, mình đâu biết chỗ nào mình sai luôn. Không, dũa ngay phần chính giữa của cái cây dũa nè, thân dũa nè. Tại vì lực như vậy thì lúc đó lực của mình nó mới đều nhau. Còn khi mà mình dũa pro rồi, mình làm đẹp rồi làm sao cũng được á, nghiêng sao thì mình dũa cũng ra hết đó mấy anh chị. Còn mình chưa dũa ra thì mình nên theo một cái nguyên tắc nhất định để làm sao dũa cho nó ra được luôn. Và một khi nó đã thành thói quen rồi, nhìn được rồi, để được rồi, thì mình để nghiêng sao nó cũng ra hết đó mấy anh chị. Không, còn bên này nè ha, ngón cái thì thường đa số thì em sẽ để tay giống vậy.
Đây là cũng là một cách dụa này, mấy anh chị nhìn trên cái màn hình thì nó rất là thẳng đúng không? Và muốn nhìn được cái phần đầu móng của mình á, thì tất nhiên mình hơi nghiêng ra như vậy á, thì mình sẽ không thấy được cái gì đâu. Mình phải để thẳng, sau đó cái lưng của mình thực sự luôn, em đang ngồi thẳng nè, cái đầu chồm tới nè. Giống như khi mà mấy anh chị mà mình nhìn muốn nhìn cái bức tường của hàng xóm, thì mấy anh chị phải mình phải bắt ghế, nếu mà bức tường nó cao quá thì mình bắt ghế đưa cái đầu của mình qua coi ha. Thì mình sẽ nhìn được cái phần đầu móng. Thì khi mà mình nhìn được cái bức tường của hàng xóm là mình nhìn sẽ nhìn được cái đầu móng và nó sẽ thẳng. Yêu cầu là cái cây dụ của mình nó thẳng thẳng giống như bức tường vậy đó. Còn nếu mà nó nghiêng ra thì cái đầu móng của mình á, nó sẽ bị tròn nha. Còn nếu mà mình hơi nghiêng vô quá thì khi mà dụ xong nó sẽ hơi bị almond, tức là bị mun á. Đó, nên yêu cầu là trên cái đầu móng của mình á, thì mấy anh chị khi mà đặt nè ha, tay phải giữ chặt nha. Nếu mà móng giả đó thì mình phải ôm nè, làm sao để cho cái móng thiệt, móng giả của tay khách á, nó phải thật là vững. Còn khi mà mình để lỏng giống vậy đó, mình cầm giống vậy nó rung nè. Mấy anh chị thấy cái tay người khách nó bị rung không? Thì khi mà như vậy đó thì lực tay của mình quá mạnh thì cái thân móng, móng thiệt của người khách rất là đau. Nên tới khi mà mình dụ cái phần đầu móng thì lưu ý là lúc nào cũng ôm, ôm và ôm. Móng càng dài càng ôm nha mấy chị, bằng cách nào đó mình ôm. Đó, ôm cho nó thật vững luôn. Sau đó thì mình sẽ dụa nha. Và khi mà mình dụa thẳng rồi mình sẽ dừng nha, mình không có đi nữa. Nè mấy chị, đó. Xong ha. Và trước khi là mình dụa đó thì mấy chị dùng cái cây bị tuy ha. Tại thường đa số nếu mà mình muốn dụa cho nó nhanh, cho nó lẹ thì mình sẽ dùng cái cây bị tuy trước để mà mình dụa cho những cái chỗ nào mà nó không có đều á. Mấy chị sẽ dùng nè, bật chế độ vừa ha. Thấy không? Chỗ này hồi nãy tại sao là mình chạy cây này, tại vì hồi nãy là khi mà mình bổ sung cái phần clear cover đó là có một số chỗ là mình không có để, nhất là cái phần mà gần cuticle đó, tại vì lúc đó là cuticle của mình nó đều rồi, nên thành ra tới khi phần này thì mình sẽ dùng cái cây bị tuy ha để lại mài cho cái phần đường nối nó lại chung với nhau, để lát khi mà mình đi cái cây XF á thì nó sẽ tự động là nó mịn liền, nó không có bị gồ ghề và không có mất thời gian của mình nó nhiều. Tại vì cái cây này là cây bị tuy ha, có tác dụng là mình sẽ phá bột phá treo, nên thành ra là nó sẽ làm rất là nhanh. Đó, đó, mình dụ xong nè ha. Bắt đầu mình sẽ qua cái phần mà chạy máy nha mấy anh chị. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái phần chạy máy cho mấy anh chị mà mới bắt đầu mình tập đó. Thì ở phần bên đây mình lấy một cái tờ giấy đã nha mấy anh chị ha. Lấy một tay tờ giấy đã. Rồi, tờ giấy đây. Cây này là cây XF nha mấy anh chị ơi. Ở đây lấy một cái cây viết đi. Đây nha mấy anh chị. Và khi mà mình chạy máy thì mấy anh chị thấy là ở đây mình sẽ gọi là đầu dũa nha mấy anh chị. Ngay cái điểm này đây nè, đầu dũa nè, mình chia cho nó điểm nha. Rồi đây mình sẽ gọi là thân dũa nha mấy anh chị. Nguyên cái phần bên này mình gọi là thân dũa nè. Rồi đây mình sẽ gọi là thành dũa nè. Chỗ này nó sẽ giúp đôi lúc nó sẽ là hủy hoại cái mặt móng của mình, tại vì nó bị xước á. Nếu mà mình để nghiêng không có đúng á là nó sẽ bị xước ngay cái điểm này nha. Nên thường đa số những cái cây dũa hiện tại bây giờ là người ta có cái đầu này nè chặn cho mình. Người ta sẽ có cái đầu này chặn cho mình ha. Ha. Nên thành ra là nó sẽ an toàn hơn cho mình. Nhưng mà tới khi quan trọng là cái cách là mình đặt cái cây dũa thôi. Đây, ở đây sẽ gọi là thành dũa nha mấy anh chị. Ở đây nó cũng có thể là cắt đó, nó sẽ hủy hoại cái mặt móng của mình luôn á, thành dũa nè. Chỗ này thì mình không có dùng nhưng mà mình sẽ đặt tên cho nó. Còn đây sẽ là gọi là cán dũa nha mấy anh chị, giữa cán dũa nha. Ở đây gọi là giữa cán dũa nè. Khi nào mà mình dùng cái đầu dũa, khi nào cái cuticle mình cao quá và mình muốn cắt một cái vật gì đó thì mình sẽ dùng cái đầu dũa. Và cái thân dũa từ bắt từ đây xuống tới đây gọi là thân dũa, tại vì nó có tác dụng là mịn thôi. Thì trong phần này nó không có tác dụng cắt, nó đâu có cắt được đâu, tại vì cắt là mình sẽ dùng cái đầu này cắt đúng không. Và khi gắn vô đó thì mình sẽ cắn khoảng là 50% của cái cán dũa thôi mấy anh chị, 50% thôi ha, gắn vô. Thì trong cái phần mà mặt móng thì mình sẽ chia ra nha mấy anh chị. Ê dạ, bộ sẵn này đã. Rồi, chia ra. Mặt móng của mình á, khi mà mình chia này, đây sẽ là cái điểm tâm nha mấy anh chị. Ở đây sẽ là cái đầu móng. Và mình sẽ chia làm 3 phần nó đều nhau.
Đó, chia làm 3 phần, cái đây đều nhau. Tại vì thường đa số thì mà mấy anh chị mà mới bắt đầu giũ đó, mình giũ bên này qua rồi bên này qua thì nó đôi lúc nó sẽ mất cái thời gian của mình, và mình không xác định được chỗ nào giũ, chỗ nào chưa giũ. Tại vì hiện tại là trên cái mặt móng của mình nó đều rồi, nó chỉ thiếu một cái là nó mịn thôi. Và ngay cái điểm này thì mình cho nó là đường nối giữa móng thiệt và móng giả nha mấy anh chị. Thì mình sẽ giũ phần bên này trước, sau đó cái phần bên này thì easy rồi ha. Khi mà mình xử lý xong phần cuticle, chủ yếu là khi mà mình mấy anh chị mà mới bắt đầu tập giũ đó, mình sợ nhất là cái phần cuticle thôi, đúng không? Cuticle đắp cách thôi. Còn ngoài ra nếu mà giũ chỗ này nó bị lẹm chút, đôi lúc sơn thóp lên không thành vấn đề, vẫn ăn gian được. Và khi mà mình đặt cái đầu giũ của mình, nếu mà cuticle của mình cao quá thì mình nghiêng đứng 45 độ nè mấy anh chị. Có phải là đứng 45 độ là mình cắt không? Mình cắt thôi. Còn nếu mà mình nghiêng 25 độ giống vậy thì mình vừa giũ được cuticle và vừa giũ cho nó lai xuống. Nhưng mà với điều kiện khi mà mình đắp bột á, giống như là mình đắp mỏng phần cuticle mình mới chạy dài được. Còn không á, cuticle của mình lỡ mà đắp cao quá, nó dày quá thì tất nhiên mình phải nghiêng đứng 45 độ để cắt cho nó đứt đi, đừng có dính lên cái phần da nữa ha. Phần da hay là mình tách rời nó ra. Đó, còn nếu mà không tách rời ra tất nhiên là nó sẽ bị líp. Và khi mà mình giũ nè, đầu giũ của mình sẽ chạy theo chiều này xuống. Đó, mình cho nó điểm A nha mấy anh chị. Đây, điểm A đây. Còn tới đây, mình sẽ cho nó là điểm B. Đó, mình chia làm hai. Tại vì nếu mà được một vòng mà qua đây á, đôi lúc nó hơi bị lẹm chút xíu. Thành ra khi mà mình giũ rất là khó. Nó chia theo cái bước giống vậy thì mình giũ nó mới dễ. Rồi từ đây đi lên, mình cho nó là điểm C ha. Và từ góc này mình nối lại, mình cho nó điểm D. Tại vì ngay góc này nè, hầu như rất là nhiều anh chị là mình sẽ bị mất bột, tại vì độ nghiêng không đúng, đúng không? Nên thành ra là hai bên góc này rất là dễ bị lẹm bột và thiếu bột. Và khi mà mình đã xử lý xong cái phần mà 45 độ rồi đó, thì bắt đầu là mình nghiêng 25 độ, thì cũng y chang giống vậy luôn, từ A tới D. Nhưng mà mình phải cho cái cây giũ của mình nghiêng 25 độ, đúng không? Còn nếu mà mình đắp bột mỏng rồi, nó không cần đi 45 đâu mấy anh chị, mình cho nằm luôn. Đó, và khi mà mình nằm xong hết cho cái tất cả cuticle mình đã sạch rồi, bắt đầu mình sẽ nằm cái cây giũ mình đi xuống, nếu mà đối với móng ngắn nha. Còn không thì mấy anh chị sẽ xử lý cho cái phần này nằm hết, cho cái phần này trước đã. Rồi, tại móng dài thì mình sẽ kéo xuống. Đó, đây đi lên ha. Và trong này thì mình sẽ nằm xuống, và đây thì mình sẽ kéo xuống. Kéo xuống. Đó, mình tránh, nếu mà mình đi qua không sao, nếu mà mấy anh chị mà mới đi á, đừng có từ bên này đi qua. Tại vì khi mà một khi mình đặt cái cây giũ cổ xuống á, thì cái lực của mình rất là mạnh, nên thành ra đôi lúc á, một bên cứ bị lép hoài là như vậy. Và trong phần này thì mình sẽ sử dụng cái cây XF. Cây XF của mình có tác dụng làm mịn thôi ha, nó có tác dụng làm mịn thôi nè. Rồi, em sẽ để cái, tại nó hơi bị ướt một chút, nó hơi bị ướt một chút cho khô chút nè. Rồi mình sẽ chạy nha. Đầu tiên thì mình sẽ bật chế độ là khoảng số 1 hoặc số 2 thôi, cho cuticle của mình thôi. Tại vì mình khi mà chạy cuticle không có cần quá nhanh. Đầu tiên mình hơi chúi tay người cách xuống nè. Bây giờ mình sẽ đứng 45 độ nha. Dùng cái lực tay của mình á, mình đẩy cho cái phần da với phần bột nó lên đi. Sau đó mình hơi đứng 45 độ nè. Thì em sẽ để nghiêng cho mấy anh chị thấy nha, chứ thực sự là em chạy là em để trên cái, nó nằm trên một mặt phẳng trước đã ngay cái phần này. Nhưng mà em sẽ đựng để nghiêng qua để cho mấy anh chị thấy là cái cuticle của mình á, mình đi nha. Bật chế độ vừa phải thôi. Nhẹ quá, nhẹ quá. Rồi, đi từ chính giữa qua nè mấy anh chị. Đó, sử dụng đúng lực đứng 45 độ cho cái bột của mình nó tách hẳn với cái phần da tay người khách luôn ha. Rồi góc bên này cũng vậy nè, lấy tay của mình đè xuống nha mấy anh chị, đè xuống từ cái góc này. Đó, sau đó thì mình sẽ nối vô phần chính giữa. Mình có thể thực hiện thao tác này 2 3 lần, 3 4 lần đều được, nhưng mà miễn sao là nó sạch không bị mất bột nha mấy anh chị. Này mình đi lại thêm lần nè. Đó, đứng 45. Đứng 45. Sạch cuticle ngay cái đường vòng cuticle thôi. Còn nếu mà 25 tất nhiên mình sẽ giũ được cái góc này cuticle với góc này nè, nghiêng 25 này mấy anh chị. Đấy không? Đó, đầu giũa thì mình cũng nằm ở phần cuticle. Đó, mấy anh chị thấy không? Nghiêng 25 nè, ha, nghiêng 25. Rồi, bên này thì mình cũng nghiêng 25. Tất nhiên khi mà mình đứng xong thì mình phải nằm cho nó lại chút chút. Rồi, bên này cũng vậy nè. Nghiêng 25. Đó, thì nó sẽ sạch sẽ con phần cuticle của mình và có độ lại xuống. Đó, rất là đẹp. Xong hết, bắt đầu là mình sẽ cho cái cây giũ của mình nó hơi nằm. Không, nằm nè. Và khi mà mình giũa phần này thì mình hạn chế là lấy cây giũ của mình ra giống vậy, không có, mình cho nằm luôn.
Đó, tới đây ha. Tại vì cái này móng dài ha, thành ra mình sẽ tới đây thôi. Bắt đầu đi theo chiều xuống, chứ mình không thể nào từ bên này bắt qua được, đi qua đây. Thì khi mà mình đã phân rõ giống vậy rồi, chỗ nào sạch là nó sạch luôn, không cần đi lại nữa ha. Tại vì cây này có tác dụng làm mịn. Cái này mực chế độ rất là vừa thôi nha mấy chị, mình có thể tăng tốc nếu mà thao tác của mình nó nhanh. Và khi mà mình đã xong hết cái phần này rồi, còn phần còn lại thì mình sẽ dùng cái đầu thân dũa để mình dũa. Bật chế độ nhanh một chút xíu ha. Và cái lực ghì của mình nó phải có một cái điểm tựa. Và mấy chị thấy là cái tay của mình không, mình sẽ dùng điểm tựa, mình tựa vô cái phần dưới để tránh trường hợp là tay khách nó bị đau. Thì mình sẽ cho cây dũa của mình nó nằm kéo từ trên xuống dưới. Thì khi mà mình sử dụng đầu dũa của mình á, bắt buộc là phải có điểm tựa. Đó, nếu mà mình không có điểm tựa là nó rất là dễ bị trượt. Và khi mà mình cầm á, cầm cho nó chắc vô chút xíu ha. Thì mình cái lực của mình khi mà mình để xuống á, là nó phải đều nhau. Tức là khi mà mình lực để xuống, ghì xuống là nó phải đều nhau. Thì cái phần này khi mà mình mới bắt đầu tập á, thì tất nhiên là nó sẽ không có quen. Và mặt móng của mình không có đều. Nhưng mà tới khi mà một ngày nào đó khi mà mình làm quen rồi đó, thì cái lực tay của mình nó chắc chắn nó sẽ đều nha mấy anh chị. Xong hết thì mình sẽ ghì vô nè. Bật chế độ nhanh một chút xíu nha. Tại vì khi mà mình chạy mặt móng, mình muốn chế độ nhanh để khi mà mình lướt qua cái nó đều. Xong ha, đi xuống nè. Đó, bật chế độ nhanh, lực tay của mình nó đều. Và khi mà mình ghì xuống là nó cũng đều luôn. Mình đi theo chiều. Đó, mình chỉ thấy là cái vết mà màu đen của mình á, thì khi mà mình dũa nó đã đi hết đúng không. Bắt đầu tiếp tục. Rồi, qua bên này ha. Mình có thể thực hiện thao tác tới khi mặt móng của mình nó đều và mịn. Thế là mình đã xong. À, thì đối với Christine thì mình chỉ đi một lần thôi hoặc là hai lần thôi. Trừ phi là nó gồ ghề quá thì mình sẽ sử dụng cây vi tuy để xử lý nó nha. Rồi khi mà mình đã xong hết, bắt đầu mình sẽ đi phơ nhẹ lại ngay điểm này. Đó, nhẹ thôi, lúc này đây lực của mình nó nhẹ thôi để chắc chắn là mình, những cái đường nối hồi nãy mình đi đó thì nó sẽ đều chung lại với nhau. Và khi xong rồi, bắt đầu mình sẽ hơi nghiêng cái đầu móng lên một chút xíu và phải có một cái điểm tựa nhất định nha mấy chị. Chạy nhẹ thôi. Tại vì sao? Bột của mình nó sẽ không có bám nhiều ở dưới nữa. Mình đã xử lý xong cái phần đầu móng. Xong hết nè, mình sẽ ăn gian ngay cái phần đầu móng một chút xíu từ góc này đi qua nhẹ từ cái phần đầu móng thôi ha. Tại vì đôi lúc đó mình cắt bột nó hơi bị đùng á mấy anh chị. Nhẹ qua. Đó, thế là mình đã xong, chạy xong nha mấy anh chị. Sạch sẽ ha. Đó, kiểm tra một lần nữa thì mấy anh chị thấy là cái mặt móng của mình nó chạy rất là sạch. Chỉ cần một lần thôi thì mấy anh chị thấy là mình đi tập thôi. Quan trọng là cái cách mà mình tập á mấy anh chị. Đó, thì chúc anh chị thành công nha. Rồi, nghiêng nè ha. Còn nếu mà chỗ này đó, nếu mà mình không có cần đi nghiêng 45 độ thì mình nghiêng 25 độ. Tại vì sao? Mình đã đắp cái cổ của mình nó mỏng rồi, thành ra mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Tại vì 10 ngón như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được 5 phút. Đó, ha. Tại mình mới thì tất nhiên mình chạy nó rất là hơi bị yếu. Nên thành ra là mình sẽ tốn thời gian nhiều hơn cho cái phần chạy máy. Nên là với khi mà để tiết kiệm được cái thời gian, đầu tiên là cái phần mà đắp bột mình phải cho nó vận trước. Đó, tiếp tục là mình chạy cho nó hết luôn ha. Mình thấy sạch là mình không có đi nữa mấy anh chị. Tại vì cây này có tác dụng làm mịn và rất là mượt cho cái đường dũa của mình á. Mấy anh chị nào chưa có cây này thì mình có thể là sắm cây này nha. Cây này có tên gọi là XS. Thì anh chị có thể là lên website của mình tham khảo qua website là silamsupply.com. Hoặc anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha mấy chị. Sau đó mình bắt đầu dũa nè, cho chỗ này nó lại cho nó mịn luôn. Cây này hiện tại làm có hai size, một cái dài một cái ngắn. Cây ngắn cây dài thao tác cũng giống nhau, quan trọng là cái sở thích thôi và cái cách mà mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Rồi xong ha, qua bên này. Cứ đi cổ này nè ha. Tại mình đắp sát thôi, tại vì khi đi cổ cắt căn bản thì không có tròn lắm rồi. Nhưng mà làm sao để cắt đắp làm sao cho nó sát và nó không có bị dày thôi mấy anh chị.
Rồi khi xong hết rồi bật chế độ nhanh nha, tại vì ở đây là mình sẽ chia ra hai cái giai đoạn để mà mình chạy nè. Thế là đã xong nha mấy anh chị. Đó, trước khi đi thì mình sẽ nhìn lại cái phần đầu móng một chút xíu để chắc chắn là cái đầu móng của mình nó đều. Tại phần này nó cũng khá là quan trọng ha, cái đầu móng của mình á. À, để cho cái xếp đầu móng của mình nó đẹp. Khi xong hết rồi thì mình nên kiểm tra lại cái phần xếp của mình một lần nữa nha mấy anh chị, tại vì đôi lúc á mình dũa đó thì nó sẽ làm cái xếp của mình á nó bị thay đổi chút xíu. Để chắc chắn thì mình nên kéo lại một chút xíu. Đây là cái cách mà mình sẽ chăm sóc cái bộ nail của mình thôi. Tại vì đôi lúc thì nó làm xong cái mà nó có một cái chỗ nào nó chưa có hài lòng thì uổng lắm, đúng không? Xong, dụa lại cái đầu móng chút. Tại vừa nãy là mình có dụa under móng, thành ra mình sẽ dụa cái đầu móng lại chút xíu nha. Rồi, ây da, thế là đã xong cái bộ nail rồi. Chúc mừng cái người khách của mình. Rồi, rất là xinh luôn ha. Cho tay khách rửa tay cái sơn top lên. Thế là mình đã hoàn chỉnh xong một cái bộ nail đắp bột với cái màu 61 và dùng những cái màu treo trong set 200 màu ha. Tông màu blue hôm nay nha mấy anh chị. Giờ mình chỉ việc là sơn top thôi. Rồi, cho mình mượn tay cái. Đây là cái bộ nail ha. Đã xong, một bên là mình đã sơn top nha mấy anh chị, một bên là mình chưa có sơn top nè. Rất là stunning. Đây. Đó, mấy anh chị ha,
Bộ nail rất là xinh đúng không? Đó, màu rất là dễ thương luôn ha. Đây là những cái tông màu thì mình có thể là phối chung với nhau. Đem sơn top lên cho cái bộ nail hoàn chỉnh đó. Rồi, dùng cái chai top nha mấy chị. Chai top. À, màu lên đẹp ha mấy anh chị. Xinh ha. Đó, vuốt hai ngón vô rồi. Tại vì tay khách dễ đụng lắm. Cách này dễ đụng lắm, dễ hư, dễ chóc lắm. Để vô cho nó khô chút đã. Xong ngón kia hồi nãy tới giờ làm chắc cũng đụng quá rồi. Cho mượn cái tay này cái. Xong rồi sơn lại cái top cái ha. Tại vì tay khách đụng quá. Chắc bị nó mất bóng rồi. Chùi sơ acetone ha. Tay tay cách đôi lúc bị dính dầu á mấy anh chị. Sơn lại. Rồi, next one. Mình cho hơ tạm là khoảng 10 giây thôi. Xong lấy ra sơn tiếp để tránh trường hợp nó bị mất xếp á mấy anh chị. Tại vì thường đa số làm á, nếu mà mình sơn nhiều ngón quá đó thì đôi lúc nó treo nó bị chảy. Không, tại vì tay cách mà nên là ra tới khi tại sao là khi mà mình sơn treo dễ bị mất xếp là như vậy á. Sơn top thôi cũng rất là dễ bị mất xếp luôn. Sơn vừa đó mấy anh chị. Đó, sơn vừa thôi. Trước khi để vô á, mấy anh chị vuốt xếp nhẹ nha. Tại cái này là em sẽ cho từng ngón thôi. Còn ngón nữa. Đó, rất là kỹ trong cái phần mà này. Tại vì không là làm tại sao là mất xếp không? Chụp hình lên nó cũng bị mất xếp nữa đó mấy anh chị. Nên là kỹ chút. Để khi mà mình làm xong á, đỡ uổng công mình không, làm cực mà. Đó, lấy xếp sơn lên. Cái này là tại nãy sơn lâu quá rồi, thành ra muốn chụp hình xong sơn thêm lớp nữa nha. Đó, lấy bớt treo lại. Okay, inside rất là bóng. Đó, rất là bóng nha mấy anh chị. Super bóng luôn. Sáng sủa. Kiểu mà rất là sáng luôn mấy anh chị. Này, bộ này gọi là bóng mà nó sáng luôn á. Bóng sáng luôn. Tại cái design của nó có giấy kiến nè mấy anh chị ha. Rất là sáng và rất là nổi bật luôn á. Ok, inside. Cho ngón cái vô. Khi mà sơn top cũng vậy nha mấy anh chị ơi. Sơn top dày quá, nó bị chạy ra hai bên mất xếp nha. Sơn top mỏng thôi. Đó, mỏng thôi nha. Ok, inside. Cho chị. Khi mà mình sơn top mấy anh chị kéo đi kéo lại 2-3 lần ha. Để biết sao không, cái mặt móng của mình á, đôi lúc thật sự nhìn trên này thôi nhưng mình nhìn dưới kính hiển vi nó còn lộ đó. Không, nó còn lộ đó, thành ra mình sơn đi sơn lại để cho những cái treo á trong cái lớp đầu tiên nó thấm vô hết ở sau luôn. Còn lớp sau thì mình sẽ bổ sung trên mặt, không? Thì như vậy thì cái khi mà mình sơn nó sẽ bóng. Và thấp treo thì nó lỏng quá thì nó thấm vô nó hết rồi. Đó, thấp treo vừa vừa thôi. Cũng đừng lỏng quá.
không lỏng quá thì đôi lúc đó nó cái độ bền của nó không có được nhiều. Ok, inside. Còn một ngón nữa, bên này ngón cái khỏi nha. Đó, chai top này thì 7 đồng một chai, nhưng mà anh chị tiệm nào xài nhiều mua trăm chai liên lạc contact bên công ty em nha, có giá discount cho mấy anh chị khi mà xài 100 chai. Còn một chai là 7 đồng nha. Giá rất là ok và rất là bóng, last long nha mấy anh chị ơi. Này cái này làm sơn một lớp này mấy anh chị thấy không? Sáng bóng linh lung linh luôn nha. Cái này trên cái nền đen thì mấy anh chị thấy cái design của nó rất là rõ luôn. Đó, xong. Thế là bộ nail của mình đã xong nha. Rồi bên này lên. Đó, thế là cái bộ nail của mình đã xong nha mấy anh chị. Đó, thank you mọi người rất là nhiều. Và trong cái design này là mình sẽ sử dụng cái màu số 61 nha mấy anh chị ha. Màu số 61 trong set 200 màu của mình và kết hợp chung với những cái màu treo. Những cái màu treo sẽ là 59, 74. 59, 74 nè. 60. Rồi, 63 nha, không có 61. Nên 61 rồi. Cho thêm một chút xíu là Angel White lên nha mấy anh chị ha. Rồi kết hợp thêm cái châu loan. Thì kim tuyến thì anh chị nào cũng có rồi. Thì anh chị nào chưa có thì mình có thể là mua tại website là silamsupply.com nha. Và toàn bộ sản phẩm của xin dùng là của công ty Silam Supply. Thì anh chị cần cái món nào trong cái bộ nail nào thì anh chị có thể là contact bên nhân viên em qua số phone 714-804-9288, 714-804-9688 nha. 714-804-9918 và 714-804-9948. Bên công ty em thì làm việc từ 8 giờ tới 5 giờ chiều California nha mấy anh chị. Và hôm nay thì cũng quá giờ Cali rồi, mọi người về rồi. Thì hẹn gặp anh chị vào ngày mai. Và anh chị có thể là nhắn tin hay gọi vô số phone công ty để được nhân viên ngày mai sẽ hỗ trợ cho mấy anh chị. Và website của mình thì mấy anh chị có thể là cả nhà có thể order là 24/24 nha. Thank you, bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Chúc cả nhà.